Rất cảm ơn khán thính giả giữ màn ảnh để xem tiếp phần 2 còn lại, phần 2 của chương trình phân tích thời sự ngày thứ ba. Chúng tôi nói về ông Putin do cái nhìn của ông qua cái những cái cuộc phỏng vấn, ông phỏng vấn với cái đài truyền hình nước Nga, tức là đài truyền hình RT, là cái truyền hình nước Nga chúng phải phỏng vấn qua nước ngoài, có một cái nhìn của ông đối với các cái nước Tây phương như thế nào. Ông là một cái người lãnh đạo đặc biệt trong nhiều năm qua, từ thủ tướng cho tới tổng thống, luôn luôn là một con người bí ẩn, nhưng mà ông trả lời cái này để mình nhìn xem con ruột gan ông thấy nhìn đánh giá Tây phương hay có khác đi là những cái nước tư bản như thế nào, thưa anh Viên Huy. Trong những cuộc phỏng vấn cho đài truyền hình nước Nga đó, thì ông nói rằng trước hết ông nói về người Mỹ, ông nói nước Mỹ là ông nhìn đây là một cường quốc và cũng có thể đây là một siêu cường. Ông nói như thế, đáng lẽ là siêu cường, nhưng mà ông nói cường quốc và cũng có thể là siêu cường, và cái điều đó không tranh cãi, và ông sẵn sàng là ông hợp tác với nước Mỹ. Ông nhìn như vậy là rõ ràng là nước Mỹ siêu cường nhưng mà không thù địch, hợp tác với nhau chứ không còn là chiến tranh lạnh. Cái đó, cái nhìn đó cũng là mới, nó mở ra một cái quan hệ ngoại giao rất là mới. Đối với Âu Châu, EU thì ông nói Âu Châu là một cái khối 28 nước mà xưa nay là cứ hay làm cái gì là làm theo Mỹ. Hà tất phải làm như vậy, mình phải xác định mình là những quốc gia độc lập. Trong EU có những cái cường quốc nữa, tại sao chúng ta không độc lập? Ông nói cái điều đó thì xói vào cái chuyện chia rẽ Âu Châu hiện giờ. Mà cái bản tin vừa qua chúng ta mới nói, tức là Âu Châu bây giờ các cái nước đó họ không có muốn ngồi lại chung với nhau nữa. Cái thứ ba là nói về khối NATO. NATO ông nói là cái liên minh đó hồi xưa đó lập ra là để đối phó với nước Nga, Liên Xô và đồng thời các cái quốc gia Đông Âu, đúng. Nhưng bây giờ là chiến tranh lạnh nó hết rồi thì nước Nga bây giờ là nước không còn là Liên Xô nữa, và Đông Âu bây giờ là không còn một khối Đông Âu nữa, nó là độc lập, gọi là các quốc gia độc lập. Thành ra cái NATO làm như thế là bỏ ra phí sức và đánh vào một cái nơi nó không có ý nghĩa gì cả. Cái điều này phải nói rằng người nào cũng thấy cái điều đó. Cái nước Mỹ, nhất là ông Obama, ông Donald Trump cũng nhìn cái vấn đề đó. Cái nước NATO bây giờ là không nên làm cái tiền, muốn làm tự làm, chúng ta không, Mỹ không giúp nữa. Trở lại về cái vấn đề là các cái nước ở Trung Đông, thì là ông nói rằng là Trung Đông bây giờ là đang sắp xếp để mà một cái trật tự mới. Rõ ràng là ông nói cái điều đó, phải nói là ông khẳng định cái giá trị của nước Nga. Bởi vì hiện giờ nước Nga đang sau khi thành công ở Syria thì bây giờ bắt đầu là ảnh hưởng tới Ả Rập Saudi, ảnh hưởng tới Iran, ảnh hưởng tới Iraq, Ai Cập. Thì tất cả cái đó thì phải nói rằng là do nước Nga cùng với một số nước, đặc biệt là thổ Iran, Iraq, sắp xếp lại cái trật tự mới. Cái trật tự này nó không phải là cái trật tự hồi xưa trong cái thời chiến tranh, mà đặc biệt là ông Obama hoặc là ông Clinton trước đó thì ông nói cái điều đó thì chứng tỏ là ông khẳng định được. Cuối cùng còn lại cái vấn đề là đối với Triều Tiên, thì đối với Triều Tiên thì ông xác nhận với mọi người cũng như là ông chủ trương của nước Nga là Triều Tiên là một cái nước mà không thể có hạt nhân được, và cái chuyện mà cố gắng xây dựng vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn tầm xa là một cái tạo ra những cái chuyện bất ổn cho thế giới. Cái điều đó, những cái quan điểm nhìn nhận cái điều đó giống nhau trên thế giới, nhưng mà cái vế thứ hai là bây giờ giải quyết nó làm sao. Thì ổng khác với các cái nước khác, và ổng bây giờ là cũng giống như Hoa Kỳ, bây giờ ổng nói bây giờ phải giải quyết nó bằng cái thương lượng. Và cái điều này phải nói rằng là gần đây chúng ta thấy cái giọng nói của ông Putin có vẻ khác đi, tức là ổng muốn đưa cái vấn đề Triều Tiên để ổng, để nước Nga có tham dự vào, càng tham dự nhiều hơn vào cái vấn đề nước Triều Tiên. Chúng ta thấy đó là một cái trả lời mà ít khi có xảy ra. Trong cái tình hình mà của nước Nga nhìn các cái nước tư bản, nhìn các cái nước nhất là Hoa Kỳ, xem Hoa Kỳ là một cái nước hồi xưa thù địch, ông Obama cũng xem ông Putin là thù địch, chỉ có ông Trump và không xem ông Putin là thù địch. Và bây giờ ông Putin nhìn nước Mỹ của ông Donald Trump là một cái siêu cường, điều đó không tranh cãi và sẵn sàng hợp tác. Thì chúng ta thấy đây là một cái nhìn rất là mới của ông Putin trong cái thời kỳ hậu của chiến tranh lạnh, thưa anh Viên Huy. Vâng. Về cái ông Putin này là một chính trị gia trên thế giới hiện tại. Bây giờ thì người ta thấy rằng là ông ấy
làm nhiều hơn là ông nói. Và đến khi ông nói thì ông thường thường nói là bằng những cái lời lẽ hết sức là ôn hòa và không có cái tính cách khiêu chiến. Nhưng mà trên thực tế thì ông mới mở hết cái cuộc mà xâm lấn Crimea, rồi thì gây chuyện ở Ukraine, rồi thì dồn quân đến các biên giới, đe dọa những các nước mà của Đông Âu nằm trong cái lãnh vực của Liên bang Xô Viết trước đây. Thì vì thế cho nên các nước ở Âu Châu, đặc biệt là các nước trong khối NATO mới hết sức là cẩn trọng. Bởi vì rằng là ông này nói vậy mà nhiều khi không phải vậy. Cho nên ông bất ngờ ông đưa quân sang, ông chiếm một cái nước Đông Âu nào ở trong, nằm trong cái khối NATO thì trở tay không kịp. Và vì thế cho nên NATO vội vàng. Nhưng mà cái sự vội vàng đó, như chúng ta đã biết rằng là Hoa Kỳ thì cho đến lúc này thì lại không có muốn mà đáp ứng tất cả cái nhu cầu của ông NATO nữa. Bởi vì trước nay thì Hoa Kỳ đã đóng góp quá nhiều mà những cái nước trong NATO thì đóng góp không được bao nhiêu cả. Và vì thế cho nên Tổng thống Donald Trump đã có một cái lời dứt khoát là các ông tự lo lấy, chứ nước Mỹ sẽ không còn như trước đây nữa. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là lịch sử có thể là quay lại. Sau đệ nhị thế chiến thì chúng ta thấy là ngũ cường năm nước lớn đã chiến thắng trục phát xít Nhật, rồi thì Đức, Ý, thì đã ngồi lại trong cái hội nghị gọi hội nghị Potsdam. Hội nghị đó, và các ông ấy đã phân chia thế giới như thế nào. Thì có lẽ bây giờ đã qua những cái lời lẽ như thế này, ông Putin cũng có ý muốn ngồi lại với Trung Quốc, với lại Hoa Kỳ và với khối Âu Châu NATO, thì để có thể là hoạch định ra những cái khu vực ảnh hưởng của các phần trên thế giới, dưới các lực dưới các cường quốc, ảnh hưởng của các cường quốc ra sao. Thì đây là có thể là mở đường cái chuyện như vậy. Là muốn chia thật sự thế giới lại. Dạ vâng. Vâng, và bây giờ thì qua một cái vấn đề thứ hai nữa, thì cái tin mà chúng tôi vừa mới nói đó thì có thể nó là khởi đầu từ một cái cuộc chiến tranh nào nữa, rồi thì năm nước nó cùng góp sức vào để giải quyết cái cuộc chiến tranh đó. Thì người ta đồn đoán các nhà phân tích cho rằng là có thể cái cuộc chiến tranh đó là cái cuộc chiến tranh với Bắc Triều Tiên. Mà khi Hoa Kỳ mà nhúng tay vào cái cuộc chiến tranh Bắc Triều Tiên mà triệt hạ cái vấn đề một khả năng nguyên tử của Bắc Triều Tiên đó, thì lập tức có Trung Quốc, có Nga và sẽ cũng xía vào câu chuyện này. Và một khi mà tất nhiên là cái cuộc chiến tranh nó thì phải giải quyết chớp nhoáng chứ không thể kéo dài được, kể cả Trung Quốc cũng như là nước Nga đều nghĩ như vậy. Và thế khi mà tất cả các nước đã đồng ý mà ngăn chặn Triều Tiên, Bắc Triều Tiên như vậy thì lập tức cái cuộc chiến tranh sẽ được chấm dứt. Và khi mà cuộc chiến tranh chấm dứt rồi thì vấn đề nảy ra sẽ giống như là sau đệ nhị thế chiến. Sau khi mà các nước Nhật Bản, Đức, Mỹ đầu hàng rồi đó, thì các nước ngồi lại sẽ phân chia thế giới dưới quyền lực và ảnh hưởng của mình. Thì bây giờ người ta cũng nghĩ rằng là chiến tranh Triều Tiên nếu mà xảy ra sau đó rồi, các nước này sẽ ngồi lại với nhau, đặc biệt là ba nước Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ, cộng thêm với lại Âu Châu nữa, là bốn cái thành phần đó sẽ ngồi lại với nhau để vẽ lại bản đồ thế giới. Chúng tôi chừng thưa giáo sư. Vâng, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái tình hình bây giờ đối với các cái nước thì nó là có vẻ là họ chuẩn bị cái gì đó mình không biết, nhưng mà cái điểm nóng bây giờ đó là Bắc Hàn. Chúng ta thấy là Bắc Hàn bây giờ nếu mà giải quyết Bắc Hàn theo cái tình hình như là hiện tại bây giờ người ta nói, hiện giờ là các cái nước đang thấy là 60 ngày qua Bắc Hàn không có động tĩnh gì cả. Đây cũng là một cái mà người ta nghĩ là không biết trong đầu ông Kim Jong-un muốn cái gì, hay là xuống thang thiệt hay không. Bởi vì hiện giờ có một cái con thoi qua lại, những cái đặc sứ của Trung Quốc, có đặc sứ của Bắc Hàn đi qua bên Hoa Kỳ, tất cả những cái chuyện đó là những cái trao đổi. Bây giờ thêm cái nữa là ông Putin bây giờ là bắt đầu là can dự nhiều hơn vào cái vấn đề Bắc Hàn để mà chia phần. Và mới đây ông trả lời, ông nói nhìn hình, nhìn Mỹ, nhìn tất cả các nước như vậy. Nhưng có cái điều là trong khi trả lời các nước, nhìn các nước khác thì ông không bao giờ có ý kiến nhìn vào Trung Quốc là toan tính cái gì. Thì cái đây cũng là một cái câu hỏi để chúng ta xem coi như là ông nhìn Trung Quốc là làm sao. Thì vì ông luôn luôn là một cái con người bí ẩn.
À, đó là một cái mà và cái thử thách mà sau cùng thì chúng ta cũng thấy rằng là chắc chắn là cái thử thách này nếu mà Bắc Triều Tiên không có đáp ứng cho đến giờ phút này là chưa có một cái phản ứng gì hết. Tức là cái cuộc tập trận sau cùng của năm 2017 và giữa Mỹ và Bắc Hàn và Mỹ và Nam Hàn thì cái cuộc tập trận này được mô tả là lớn nhất từ trước nay với cả một cái dàn máy bay vô hình nhá. Thì đây là những cái dàn máy bay này theo Hoa Kỳ cho biết thì nói rằng là Bắc Triều Tiên chưa có khả năng phát hiện được cái chuyện này. Vâng, thưa cảm ơn khán giả, chúng tôi xin viện rời máy, chúng tôi trở lại sau phần thông tin thương mại.